Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Các em học sinh rất thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục qua một cái dạng rất quan trọng trong cái chương trình đại số lớp 10 học kỳ 1. Đó là tính đơn điệu của hàm số hay là tính tan giảm của hàm số. Thế nào là tính đơn điệu hay là tan giảm của hàm số? Thầy có một cái ví dụ minh họa như sau. Ví dụ minh họa. Ví dụ thầy cho hàm số y bằng fx bằng x cộng với 1. Hàm này là hàm bậc nhất, em thấy chưa? Hàm này thì đã có tập xác định d bằng r. Bây giờ các em xem cái bảng giá trị của nó này. Bây giờ các em kiểm tra này. Ví dụ cho x bằng 0, căn thế vào đề bài thì y bằng 1, đúng không? Cho x bằng 1, thế vào đề bài thì tìm được y bằng số 2. Tương tự x bằng 2 thì y bằng 3, vân vân. Tới đây, em tiếp tục cho những giá trị x thì em tìm được y tương ứng. Trong khi cho những giá trị như vậy thì em thấy một cái nhận xét như thế này. Theo cái chiều từ trái sang phải, theo chiều từ trái sang phải, x nó tăng dần, x nó tăng dần, đúng không? Thì cũng theo chiều từ trái sang phải, cái biến y nó tăng dần kia. Như vậy thì hai cái biến này nó có cái kiểu biến thiên giống nhau, tức là theo chiều từ trái sang phải thì x tăng dần thì y cũng tăng dần. Vì vậy thì thầy nói như thế này, cái hàm này này nó đồng biến trên r. Đồng là cùng, biến là biến thiên. Cái hàm số này, cái biến x và biến y nó có cùng kiểu biến thiên giống nhau. Em hiểu chưa? Thầy nói là kết luận là hàm số y bằng x cộng với 1 nó đồng biến. Đồng biến, em nhé. Hay là tăng trên r. Rồi, các em hiểu chưa? Hàm đồng biến trên r còn có một cái tên gọi là tăng trên r. Rồi bây giờ thầy ví dụ về một cái hàm nghịch biến để các em hiểu. Ví dụ hàm số y bằng trừ x cộng với 2. Hàm này cũng có tập xác định là d bằng r. Bây giờ các em có bảng giá trị. Thầy lập cái bảng để các em hiểu vấn đề chỗ này. Ví dụ x bằng 0 thì em thấy y bằng 2, x bằng 1, đây căn thế vào đây là trừ 1 cộng 2, như vậy đó là 1 nha. X bằng 2 thế vào đây như vậy là 0, vân vân. Em nhìn vào đây em nhận xét như thế này, theo chiều từ trái sang phải biến x tăng dần, em thấy chưa, thì cái biến y của nó ngược lại, nó giảm dần. Như vậy thì hai biến x và y này nó có cái kiểu biến thiên ngược nhau. Các em hiểu thầy nói nghe. X theo chiều từ trái sang phải nó tăng dần thì y nó giảm dần. Thì hàm này người ta gọi là hàm giảm hay là gọi là hàm nghịch biến. Nghịch tức là ngược, mình hiểu đơn giản như vậy. Biến là biến thiên. Hai biến x và y này nó có cái kiểu biến thiên ngược nhau. Đó. Như vậy thì kết luận như sau là hàm y bằng trừ x cộng với 2 nghịch biến, nghịch biến trên r. Đó. Từ ví dụ này ta có một cái định nghĩa như sau. Đầu tiên thầy nói là cho hàm số y bằng fx xác định trên khoảng AB. Bây giờ các em đi xem này, hàm này nó như thế nào là hàm đồng biến. Đây các em xem này,
Ví dụ thầy cho cái x1 rồi nó nhỏ hơn x2 các em, thì trong cái hàm đột biến này thì căn thế vào đề bài đó, kết quả là fx1 chắc chắn là bé hơn fx2. Như vậy các em nói như thế này, với mọi x1, x2 thuộc cái khoảng AB và x1 mà bé hơn x2 thì suy ra fx1 cũng bé hơn fx2. Nếu một cái hàm số mà thỏa điều kiện này thì thầy suy ra hàm số đồng biến trên trên khoảng AB. Các em hiểu đơn giản như vậy. Ấy tương tự các em này, thế nào nghịch biến thì thầy cho ví dụ chỗ này. Đây là x1, nó bé hơn x2. Em thế vào đề bài thì kết quả đây là fx1, nó sẽ lớn hơn fx2. Đó. Như vậy đây ghi như thế này, là với mọi x1, x2 thuộc cái khoảng AB và x1 mà bé hơn x2 thì ta tìm được fx1 lớn hơn fx2 các em nhé, đây là x2 này. Từ đây ta mới suy ra hàm số này nghịch biến trên khoảng AB. À, đây là cái định nghĩa về cái hàm đồng biến với nghịch biến. Rồi ta qua phần số 2 là phần quan trọng nhất của bài học hôm nay. Đó là cách chứng minh. Bây giờ cho một cái hàm số các em, thì em lưu ý trên một cái khoảng AB nào đó hàm nó có thể đồng biến, và trên một cái khoảng CD nào đó nó có thể nghịch biến. Bây giờ chứng minh như thế nào? Đầu tiên ta nói như này, là với mọi x1, x2 thuộc khoảng AB. Em lưu ý là ta đang nói về hàm số fx xác định trên khoảng AB. Với mọi x1, x2 thuộc khoảng AB và x1 khác x2. Đầu tiên ta ghi cái dòng này ra kìa. Rồi dòng thứ hai ta tìm cái biểu thức này. Em lấy fx2 trừ fx1, rồi chia x2 trừ x1. Em nút gọn cái biểu thức này, thầy đặt tên nó ra kết quả là cái biểu thức A của nó. Rồi bây giờ các em xem này, nếu mà em chứng minh được A lớn hơn 0, nếu mà A lớn hơn 0 thì kết luận như sau, là hàm số, thầy ghi tắt như hàm số đồng biến trên khoảng từ A đến B. Rồi nếu mà các em chứng minh như sau này, nếu các em chứng minh được A nhỏ hơn 0 thì ta kết luận như sau, là hàm số nghịch biến trên khoảng AB. Rồi đây là cách chứng minh một cái hàm số đồng biến hay nghịch biến. Bây giờ các em mới hỏi thế này, thế thì tại sao A dương thì hàm số này là đồng biến, còn A âm thì hàm số này nghịch biến? Thì thầy giải thích đơn giản như thế này các em này. Ta nhìn vào cái ví dụ minh họa này. Ví dụ chỗ này đây, nếu x1 bé hơn x2 thì em thấy ngay x2 trừ x1 nó dương, đúng không? Nếu hàm đồng biến thì là fx2 trừ đi fx1 cũng dương. Như vậy hàm đồng biến, nếu x1 bé hơn x2 thì hai cái biểu thức này đều dương. Như vậy cái phân số này tử và mẫu đều dương, các em hiểu chưa? Còn đối với hàm nghịch biến, các em nhìn vào chỗ này,
Nếu x1 bé hơn x2 thì x2 trừ x1 nó dương. Nhưng các em thấy ngay là fx2 trừ fx1 nó âm. Bởi vì fx2 bé hơn fx1. Như vậy thì hai số này trái dấu với nhau, các em hay biểu thức này này. Như vậy cái phân số này nó âm. Em hiểu chưa? Rồi bây giờ thầy cho các em một số ví dụ để ta hiểu chỗ này. Các em ghi ví dụ này là xét tính đơn điệu hàm số thì ví dụ câu 1 như sau này. Y bằng fx bằng x bình trừ đi 2x, ví dụ trừ 1 đấy, trên khoảng từ 1 cho đến cộng vô cực. Rồi bây giờ các em ta trình bày nhé. Các em nhìn vào cách làm, cách chứng minh này. Bước đầu tiên các em ghi thế này: với mọi x1 chấm phẩy x2 thuộc khoảng từ 1 đến cộng vô cực và chấm phẩy cái x1 khác x2. Rồi bước tiếp theo ta tìm cái này, các em này, fx2 trừ fx1 chia x2 trừ x1, em xem fx2 là cái gì. Em nhìn vào cái đề bài, fx là x bình trừ 2x trừ 1. Như vậy fx2 là x2 bình trừ đi 2x2 trừ đi 1. Tương tự ta có fx1 x1 bình trừ đi 2x1 trừ 1. Dưới mẫu là x2 trừ đi x1. Rồi bây giờ nhiệm vụ của em chỗ này là ta phải rút gọn cái phân thức này. Ở tới đây thì làm tắt em nhé. Thầy phá ngoặc ra thì ta có được cái biểu thức đầu tiên là x2 bình phương trừ x1 bình phương. Và tiếp tục này, ta có được trừ 2x2 cộng với 2x1. Ta đưa dấu trừ 2 ra ngoài. X2 trừ x1 em. Còn chỗ này trừ 1 cộng 1 là mất. Rồi các em xem này, tới đây ta có hàng hình thức, đây là a bình trừ b bình, ta tách ra là x2 trừ đi x1 nhân x2 cộng với x1 trừ đi 2 mở ngoặc x2 trừ x1. Rồi các em rút gọn tiếp này, tới đây ta có nhân điểm chung là x2 trừ x1, em đưa ra ngoài. Bên trong là x2 cộng với x1 trừ đi 2 nghe. Dưới mẫu là x2 trừ x1. Cuối cùng kết quả ta có được là x2 cộng với x1 trừ đi số 2 nghe. Rồi bây giờ thì lập luận để kiểm tra xem biểu thức chữ này là âm hay là dương thì các em nhìn vào đây này. Các em lập luận này vì x1 và x2 thuộc khoảng từ 1 đến cộng vô cực. Từ 1 đến cộng vô cực có nghĩa là x1 và x2 lớn hơn 1. Ta suy ra x1 lớn hơn 1 và x2 lớn hơn 1 các em. Tiếp theo ta làm cái gì? Trong cái đề bài chỗ này nó là x1 cộng x2 trừ 2. Thành ra tới đây em phải chuyển số 1 sang vế bên này. X1 trừ 1 lớn hơn 0.
Rồi, em hiểu chưa? Để cộng lại nó mới ra trừ 2. Suy ra x1 cộng với x2 trừ đi 2 lớn hơn 0. Tới đây các em cộng vế và vế. Từ đây đến kết luận là vậy. Cái biểu thức fx2 trừ tới đây mới kết luận là vậy, hàm số đồng biến trên khoảng từ 1 đến cộng vô cực. Rồi thì mời các em ta sửa vào. Mời ta qua câu số 2. Xét tính đơn điệu hàm số y bằng fx, ví dụ bằng căn 2x-1 trên cái khoảng từ 1/2 đến cộng vô cực, tức là trên tập xác định của nó. Và bây giờ ta làm thì câu đầu tiên em ghi là với mọi x1 x2 thuộc cái khoảng từ 1/2 đến cộng vô cực và x1 khác x2 nha. Đó. Đầu tiên ta ghi câu này. Bước tiếp theo là các em tìm ra thành biểu thức này. fx2 trừ fx1 chia cho x2 trừ x1. Các em xem biểu thức này nó âm hay nó dương. Rồi ta xem này. fx2 ta thế vào đề bài thì nó là 2x2 trừ đi 1. fx1 là 2x1 trừ đi 1. Dưới mẫu là x2 trừ x1. Tiếp theo chỗ này ta làm gì? Đây nó là dạng là căn A trừ căn B. Bước tiếp theo ta nhân cái lượng liên hợp của cái biểu thức này trên từng số, đó là căn A cộng với căn B. Ta ghi lại này. 2x2 trừ đi 1. Đây là căn A trừ căn B, căn nhân với cái lượng liên hợp. Căn 2x2 trừ 1. Rồi, các em hiểu chưa? Căn A trừ căn B thì lượng liên hợp là căn A trừ căn B. Rồi bây giờ các em xem nhé. Ở trên tử nó là dạng A trừ B nhân A cộng B thì nó là A bình, là 2x2 trừ đi 1. Căn bình phương lên thì mất căn, đúng không? Trừ căn này bình phương lên cũng mất căn, là 2x1 trừ 1. Thì ghi lại cái mẫu số. Và bây giờ ta phá mặt ra kia. Ở trên tử ta đưa nhân này chung là số 2 ra ngoài, ta được là x2 trừ x1. Rồi, em thấy chưa? Rồi ta đơn giản từ mẫu biểu thức này, cuối cùng ta được trên tử là số 2 dưới mẫu. Với cái điều kiện là từ 1/2 đến cộng vô cực thì em thấy là bản thân cái biểu thức trong căn này lớn hơn 0. Như vậy thì mẫu số cái biểu thức này lớn hơn 0 cộng một cái lớn hơn 0 có nghĩa là mẫu dương, mẫu là số dương, tử dương, vậy kết luận biểu thức này luôn lớn hơn 0. Từ đây ta kết luận là vậy, hàm số đồng biến
trên khoảng từ 1 phần 2 đến cộng vô cực. Rồi ta qua câu số 3. Hàm số như sau: y bằng fx bằng 2x cộng 11 chia x trừ 1 trên với khoảng từ 1 đến cộng vô cực. Vâng, em mời các anh ta làm. Thì cái câu đầu tiên ta làm, ta ghi như sau là với mọi x1, x2 thuộc khoảng 1 đến cộng vô cực, và x1 khác x2, các anh nhớ chưa? Đó. Và ý thứ hai là các anh tìm, em rút gọn thành biểu thức này: fx2 trừ fx1 chia x2 trừ x1. Vâng, chỗ này nó hơi rối thì mời các anh ta tập trung này. Fx2 các anh thấy ở đề bài thì nó chính là 2x2 cộng với 1 chia cho x2 trừ đi 1 cộng trừ đi. Fx1 các anh thấy ở đây là 2x1 cộng với 1 chia x1 trừ đi 1. Duy mẫu vẫn là x2 trừ x1. Vậy, hiểu chưa? Bước tiếp theo các em, các em lưu ý trong học sinh lớp 10 hay lộn cái dấu bằng thế này. Cái dấu bằng các em phải ghi ngang với cái đường gạch ngang của cái phân số chỗ này. Đó, rồi. Bước tiếp theo trong bài toán này các em nhớ là ta sẽ quy đồng mẫu số trên cái tử. Cái tử số của em nó mẫu chung nó là x2 trừ đi 1 nhân với x1 trừ đi 1 các em. Ở chỗ này này là 2x1 cộng với 1 nhân với x2 trừ đi 1. Duy mẫu là x2 trừ đi x1. Ở đây em chú ý cái mẫu số này nó không có mẫu, như vậy mình hiểu mẫu là số 1. Vậy thì chỗ này các em rút gọn như thế nào? Các em nhớ phải đến ghi nhớ công thức toán cấp 2. Cái phân số này thì nhắc lại các em chỗ này đây nhé. Phân số A chia B, tất cả chia cho C chia D. Đây, nó là cái gì? Nó là A chia B chia cho C chia D. Ở toán cấp 2 nhân ông chia, phép chia hai phân số, các em nhớ nó là phép nhân với phân số nghịch đảo. Như vậy là A chia cho B nhân với D chia C. Như vậy các em nhớ thì kết quả cuối cùng này. Từ đây các em mới rút ra một vấn đề nhắc lại các em, là muốn chia hai phân số, các em lấy hai cái ngoài nhân với nhau, chia hai cái trong nhân với nhau, thì tạm nói về cho các em dễ nhớ, hiểu chưa? Thầy trở lại đề toán này các em. Vậy đáp án cái gì? Thầy lấy hai cái ngoài này, lấy hai cái ngoài nhân với nhau đây. Như vậy thì nó là cái tử để nhân cái mẫu đúng không? Và hai cái biểu thức trong để nhân với nhau các em. Đó. Thầy ghi cái mẫu trước đi. Như vậy cái mẫu là x2 trừ đi x1 nhân với x2 trừ đi 1, x2 trừ 1 nhân với x1 trừ đi 1 các em. Rồi bây giờ cái tử là toàn bộ cái tử nhân với số 1, như vậy nó chính là cái tử này. Mà chính là cái tử này bây giờ em chỉ việc phá vùng cái ngoặc coi như xong rồi các em. Em nhân phân phối vô này là 2x1 x2 trừ đi 2x2 trừ đi cộng với x1 trừ đi số 1 các em. Đó. Tiếp theo ta nhân phân phối, nhưng em lưu ý trước ngoặc đây là dấu trừ, do đó thầy sẽ phá ngoặc phá cái ngoặc đồng thời luôn, tức là đổi dấu. 2x1 x2 đó là trừ 2x1 x2, 2x1 nhân với trừ 1 đó là trừ 2x1 đổi dấu là cộng với 2x1. Tương tự chỗ này các em này, cộng với x2 đổi thành là trừ x2,
trừ với trừ là cộng với số 1. Rồi, xong. Tới đây các em rút rồi. 2x1 x2 với cái này là mất, các em thấy chưa? Trừ 1 với cộng 1 mất, như vậy nó còn cái gì? Ở trên tử còn cái này là trừ 3x2, chỗ này là cộng với 3x1, dưới mẫu là x2 trừ x1 nhân với x2 trừ 1 nhân x1 trừ 1 nha. Tử đã hiểu chưa? Tiếp theo cái tử số chỗ này, các em đưa trừ 3 ra ngoài nhân tử chung, bên trong là x2 trừ x1. X2 trừ 1 nhân với x1 trừ 1, các em đơn giản được thức chung chỗ này. Vậy thì còn lại trên tử là trừ 3 các em. Dưới mẫu là x2 trừ 1 nhân với x1 trừ x1. Tới đây thì các em phải lập luận để kiểm tra xem cái phân số này âm hay dương. Ta nói là vì này, x1, x2 thuộc cái khoảng từ 1 đến cộng vô cực, nên ta suy ra x1 lớn hơn 0 và x2 lớn hơn 0, các hiểu chưa? Thầy quên lớn hơn 1. Tiếp theo làm gì em thấy này, cái mẫu của em là x2 trừ 1, thành ra thầy phải chuyển số 1 sang bên kia để nó xuất hiện đúng cái yêu cầu của đề bài, em hiểu không? Tương đương x1 trừ đi 1 lớn hơn 0 và x2 trừ 1 lớn hơn 0. Tiếp theo làm gì các em? Ta nhân lại. Em phải nhân lại để nó ra cái mẫu số là x1 trừ đi 1 nhân với x2 trừ đi 1 lớn hơn 0. Hai số này cùng dương, nhân lại nó dương. Rồi thì soạn chỗ này, rồi từ đây ta mới kết luận các em, từ đây sẽ suy ra. Vậy thì biểu thức fx2 trừ fx1 chia bằng số trừ 3 chia cho cái mẫu này, x2 trừ đi 1 nhân mẫu nó dương, tử nó âm, như vậy phân số này âm. Đó, từ đây ra kết luận là vậy hàm số nghịch biến trên khoảng từ 1 đến cộng vô cực. Rồi ta xong ví dụ số 3. Ba ví dụ này là ba bài tập trọng tâm về xét tính đơn điệu của hàm số. Tất nhiên thì dạng này nó còn nhiều bài. Đây chỉ để thầy sửa cho các em ba bài tập quan trọng và trọng tâm nhất. Các em có muốn thắc mắc những bài khó hơn, em có thể ghi ở phía dưới, nhận xét phía dưới, thầy sẽ sắp xếp thời gian quay cho các em thêm. Các em còn clip này các em thấy hay, các em nhớ là đăng ký kênh và ấn chuông nho nhỏ, vì trong thời gian này thầy sẽ thường xuyên ra clip mới. Các em cũng nhớ mình không quên share cho các bạn khác cùng học, vì đây là những buổi học miễn phí nhưng thầy nghĩ là cũng có ích cho các em. Rồi, thầy chào tạm biệt các em. Chúc các em học giỏi và đạt điểm cao trong kỳ thi tập trung và thi học kỳ 1 sắp tới. Rồi, hẹn bye bye các em.